chào mừng các bạn đến với Minecraft. Nhưng ngày hôm nay chính là em bé mèo con cute đáng yêu. Bé mèo này được Yummy nuôi và nó cũng chính là mình đó nha. Có ba đứa ganh tị với độ cute của mình nên đã chùm mặt vào và bắt cóc mình. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Khi mà em bé mèo con này có vệ sĩ mèo siêu lực lưỡng luôn. Sau lần thất bại mà bắt mình không thành công, tụi nó đã chuyển sang là đốt nhà Yummy luôn các bạn. May mà mình đã phát hiện ra, nên vì thế mình và anh vệ sĩ mèo đã dạy cho tụi nó một bài học liền. Nếu các bạn thích video này của mình, nhớ là nhấn like và share để ủng hộ video cho mình. Quên nữa, hiện tại kênh mình chỉ có 5% người đang xem đã đăng ký thôi, nên 15% còn lại là chưa nhấn nút đăng ký hay làm bất cứ gì hết. Nên các bạn hãy làm ơn giúp mình đăng ký để giúp kênh mình phát triển thêm nữa nha. Sắp đạt được con số 2 triệu sub rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, nhà có chuột, nhà có chuột. Em mèo ơi, cứu chị với hai, cứu chị với. Nhà có chuột hả chị? Nhà có chuột, đúng rồi. Đâu đâu, chuột đâu, chuột đâu, chuột đâu. Sợ quá à, mèo ơi, cứu chị ơi. Đứng lại. Con chuột nè, mày hả bưởi. Bé mèo giỏi quá. Còn con chuột ở dưới nữa. Cái gì còn nữa hả? Con chuột kia đứng lại. Ôi, ôi nó chết chưa vậy? Chị sợ quá à. Chuột đâu mất tiêu ơi, con chuột đâu? Trời ơi, con chuột. Mày hả bưởi. Không ơi. Chị sao con chuột ơi? Chị nè, chị nè. Đâu rồi? Chị nè. Hello, nè chị ơi. Đây để chị dục cho, trời sáng nó hôi quá. Chị có làm đồ ăn cho em nè. Đâu đồ ăn cho em đâu? Nhâm. Ăn thôi. Chả không? Trời ơi, bé mèo dễ thương quá à. Nhâm. Để tí nữa chị đi siêu thị mua sữa cho em nha. Ok. Trời ơi, em bé mèo dễ thương quá à. Wow, ủa em mấy tuổi rồi? Trời ơi, nuôi người ta biết bao nhiêu năm mà hỏi người ta bây giờ mấy tuổi rồi là sao? Người ta quên, ngỡ quên một chút xíu thôi, đừng có giận, đừng có giận mà. Buồn quá. Thôi, đừng có buồn, lát chị mua cho bình sữa hưởng hạn bự cho vô luôn. Ok, nhớ đó nha, không được khẹo nha. Ừ, chị nhớ rồi mà, trời ơi, bé mèo dễ thương quá. Thôi, để chị đi mua trà sữa cho em nha, em ở nhà đợi chị nha. Ok, chị luôn. Nguyên quá, chị đi đây, bye bye. Bye bye, bye bye chị, em đóng cửa cho. Rồi ok, đóng cửa luôn rồi. Không cho người ta đóng cửa, với từ ra là con mèo đáng yêu cute phô mây que như vậy. Mà có con chuột ở trong nhà mình. Ý, cái gì vậy? Cái tiếng gì ở sau nhà? Nghe coi thử coi. Ơ nào cười vậy? Đây chính là tên Huy. Làm gì vậy? Đi đâu con, ta sẽ cho nổ nhà bà Yummy. Dám cho nổ nhà Yummy hả? Mình sẽ đặt cái này ra. Rồi. Lụm. Okay. Chuẩn bị nè, xem đây, sức mạnh TNT siêu nổ của ta. 3, 2, 1, nổ. Kích hoạt. Sao nghe tiếng nổ vậy cha? Ú la la. Nha. Ủa sao nhà hả? Trời ơi, wow. Con nổ. Lụm. Ủa ông làm gì nhà tôi vậy Huy? Tôi định làm dưa hấu cho bà này, quà tặng của tôi hơi bị xịn luôn á. Xạo ke. Ủa sao vậy? Không có gì, xạo ke. Được rồi, ông đi về đi. Ủa gì vậy? Sao tôi đuổi về vậy? Tôi cho dưa hấu mà. Chị mua sữa cho em nè. Đâu chị, cho chị lại dưa hấu nè. Ủa con mèo mới của Yummy á hả? Con mèo này tôi mới mua, dễ thương không? Dễ thương nha, không dễ thương được nè, nhìn nè. Đánh mắt cute quá, nhìn vô chị không nổi luôn. Ngon quá, sữa ngon quá. Sữa ngon quá chị ơi. Tao ghim vô mắt mày. Chị cho nữa nè. Wow, sướng. Uống luôn. Nhầm. Ủa rồi, đứng đó nhìn gì vậy Huy? Đi về đi. Ra nhà thôi, ra nhà thôi. Lên. Ôi ơi, bé mèo của mình dễ thương quá. Lên. Thì ơi, tao nói tức gì đâu á. Đang định qua bả như mì, con mèo vô đâu ra. Nó phá hỏng kế hoạch của mình rồi, tức quá. Ủa ơi, làm gì vậy? Là ai nói chỗ này vậy? À chi? Vậy mày đây, tao cần mày. Đi chung với tao, mày muốn phá nhà như mì không? Ừ, nghe cũng vui á, được. Được chứ, tất nhiên, đi theo tao. Bây giờ tao có kế hoạch này hay lắm. Mày phải đi theo tao, nhanh lên. Đâu,
Sao mày? Đây, mày ra đây. Nhà con zombie có một cái con mèo, nó đang phá đám tao cho cái nhiệm vụ tao phá nhà zombie. Bây giờ rồi, dạo này lại nhiều động vật kìa. Mày hãy xây cho tao hai con golem để mà tụi mình dắt nó vô nhà zombie, quánh zombie với lại con mèo đó luôn. Hợp lý. Cũng hợp lý đó. Ok, xây vô nè. Lại đi. Xây hơi bị nhanh luôn nè. Một con rồi xong rồi đó. Mày xong chưa? Hơi lâu rồi đó. Được rồi. Xong. Đâu rồi? Được rồi, đi theo tao nhanh lên. Đi nè, nhanh. Đi đây. Đâu rồi. Tụi mày chết với tao rồi. Ôi, nổ nè. Ôi, chữ con nhỏ lóc xanh với lại con mèo đe, con mèo của nó lên lên. Vô. Vô nhanh, vô. Trời ơi, cái máy này là cái máy gì vậy mà nhìn đã vô. Dữ trời. Bum 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 cái gì ồn ào quá. Cái tiếng nổ vậy? Ôi, cứu chị với bé mèo ơi. Ai con gì à? Bánh vòng. Ôi, không được. Không được. Chạy ơi, chạy đi chị. Chạy đi chị, con này mạnh quá à. Con nó bự quá. Đậu mèo, ăn đi. Đây nè, ăn đi, vô. Đậu mèo đó. Con. Phải chưa, tụi nó bị đứng hình, tụi nó... Đây rồi. Hello. Cho các người biết, đây chỉ là hạt đậu mèo. Khi mà những con Aerodolem ăn vào, thì nó sẽ biến thành người bảo hộ mèo. Các người nghe ta nói không, hai tên kia? Được rồi, bây giờ hai người nghe ta nói không? Hay hạt bảo hộ mèo. Nghe thưa chủ nhân. Trời ơi, cái tay của bé mèo dễ thương quá. Được rồi, bây giờ các người hãy tấn công hai tên kia cho ta. Yeah, quá rồi. Mày nhà con. Mày dẻo lên. Đây, đúng rồi. Đập nó đi. Ôi. Hay không chị Dâm ơi? Công nhận mấy mèo giỏi quá, chị sẽ cho bé mèo 3 bình sữa nữa luôn. Wow. Dám bắt nè chị Dâm ơi nè, đúng không? Đúng rồi. Thằng Quy đó nghe nó ghẹo chị hoài, chị không biết để sao nữa. Được rồi, trả chị cái hộp giấy nè, để em đi qua đây coi. Đánh xong chưa? Đi. Dạ vâng, xong rồi chủ nhân. Tôi đã đánh tụi nó rồi. Được rồi, bây giờ các ngươi hãy giúp chị Jimmy của ta sửa lại cái chỗ này đi. Dạ vâng. Vâng. Ở đây, nhanh lên. Dù, bé mèo giỏi quá à. Trời ơi, không giỏi sao mà được đúng không chị Jimmy? Đúng rồi, trời ơi. Wow, xong rồi nè. Các ngươi giỏi quá à. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi phải qua bển khóa nhà của thằng Quy và thằng Hai Chi. Cô không phải chủ nhân. Không phải chủ nhân. Kêu tụi tôi. Ôi, quay. Hai hừng hổ bể mèo. Từ. Cơm đau. Chill. Các ngươi không được đánh chị này, biết chưa? Dạ vâng. Được rồi, hãy làm theo lời chị đó nói đi. Thôi nha. Mục tiêu đúng vậy. Thử nó đi. Chủ nhân cho xuống đây. Đây, chủ nhân đi xuống người ta mới đạt được. Trời ơi. Hai người tên này cho ta. Còn cái nóc nhà là con nhà. Đúng rồi, con nóc nhà là con nhà. Cứ phá tiếp cho ta. Phá tiếp đi. Vui quá. Ngu nè. Được rồi. Ân bố vậy mèo ơi, bây giờ các ngươi được thả ra đó, hãy biết về nơi yên nghỉ đi. Dạ. Bye bye chị giá nha. Ôi, mất kêu rồi. Chị chưa kịp chụp hình ngu. Mất kêu rồi, thôi đi về thôi chị Jimmy. Thôi quay, chạy vô đây trốn nha, Vậy. Mày kiếm cách. Trời ơi, không hiểu sao tự nhiên có cái con gì thần bảo vệ mèo là sao? Nó bao quan ghê vậy. Thôi giờ có cách gì không? Nữa. Đi lên đây nghĩ cách đi mày. Có còn cách gì không ta? Bây giờ sao ta? Ê, tao đã có cách rồi. Hay bây giờ vụ Jimmy. À lộn, hay bây giờ là vụ mấy con Creeper vô nhà Jimmy nổ banh nhà Jimmy luôn. Ấy được á, Creeper được á, nghe được á. Được. Đó, mấy con lần. Đi xuống. Ở đâu ta? À đâu? Có ai Creeper kìa. Bây giờ sao ấy? Có chừng nó đỏ á. Thì cho nó ăn thuốc đỏ. Chứ vậy gì? Sao vậy? Được. Nè. Tự con. Ăn con. Bê. Nè. Đỏ. Nổ liền. Trời ơi, nó đi heo nè. Trời ơi. Đi heo nè. Đi heo đi con. Đi heo nè.
Ghê. Đây. Ui, câu cá đi chị ơi. A dâm bà que. Không được bắt trước. Đâu có đâu, chị hát theo em tại vì em hay mà. Đúng rồi, a dâm bà que. Ủa gì quá vậy? Tự nhiên có con tim đi ơi. Cô chị, để em. Tiếp đâu rồi? Ba là mèo đè. Ôi, sao mấy con Ripper nó chạy chị? Sao cả? Tại vì trong Minecraft á, Ripper rất là sợ con mèo. Trời ơi, vậy thôi cũng vậy nè. Kẹo tôi nữa đâu có dễ gì đâu. Thôi câu kéo tiếp thôi chị. A dâm bà que. Chị Dâm ơi, em có cách này hay nè. Cách gì vậy? Đi theo em. A dâm bà que. Biến hình mèo cái đã. Bum bum bum. Con Ripper đâu mất kêu rồi. Đâu con Ripper đâu? Hai con Ripper kia. Trời ơi, mặt nó sợ kìa. Bây giờ các ngươi có sợ tao không? Đâu, à. Thì bây giờ các ngươi hãy làm theo lời ta, thì ta sẽ tha cho các ngươi, chịu chưa? Được rồi, bây giờ các người hãy đi nổ hai cái tên hồi nãy đi, nhanh lên. Dạ, đi đây. Nhanh lên. Đi theo con chị Dâm ơi. Đi theo con đi em ơi. Nó đâu mất kêu vậy? Nó đang nhiều. Đi nổ cho hai tên nó chết luôn nha. Trời ơi. Mình đi câu cá tiếp thôi chị Dâm. A dâm bà que.